giật lại một cái. Mở tắt chưa? Đóng le chưa? Đó. Rồi. Máy xăng. Nhắm máy xăng hả? Ờ chùi chùi rồi đan được hết trơn á, chùi những kiểu á. Chùi chưa? Rồi đi. Thì đạp máy xăng chùi chút nó là bọt bọt lộn nó đại tóc chứ lần không ai vô tao ơi. Ờ chùi nó sắt máy xăng chùi chút thôi, rẻ chùi bê tông như thầu đan thế đó. Nó lại đây. Ở đâu ra?